Đó, chỉ cần nhấn một nút thôi là nó sẽ combo một lúc 3 skill luôn. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Linh Kiện Store. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng tay cầm joystick có thể hỗ trợ cho dòng máy Android lẫn cả dòng máy iOS đời cao nhất nha. Đây là dòng tay cầm Memo MP02. Dòng tay cầm này nó có thể hỗ trợ cho chúng ta chơi những dòng game hot hiện nay nha. Hỗ trợ tốt nhất trên dòng máy Android và hỗ trợ trên dòng máy iOS tầm khoảng 70-80% nha. Dòng tay cầm này thì nó có hỗ trợ tích hợp ghìm tâm AI, Auto Tap và cả Macro trên dòng máy Android nha. Đó, Macro trên dòng máy iOS luôn. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho anh em coi thử về cái tay cầm này nha. Đó, nó sẽ thiết kế một cái hộp như thế này cho mình nè. Đó, đi kèm là một sợi dây. Nó sẽ là tích hợp hai cái nè, một dây sạc và một dây để acti máy nha, acti máy Android. Đó. Dòng tay cầm joystick này thì nó cũng thiết kế tương tự những dòng khác. Nó sẽ có thêm hai cái nút bấm ở trên đây nè, đó, L1, L2. Một nút joystick nè để di chuyển nè. Mình bấm vào một phát thì nó cũng có một cái chức năng nữa nha. Đó, bấm vào. Ở đây nó cũng có một chức năng luôn, bấm vào luôn. Đây là nút nguồn nè, còn đây là sạc nè. Đó. Kẹp thoải mái nha mọi người, điện thoại nè, iPad nè. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái loại tay cầm này nha. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt cái tay cầm này đối với dòng iOS đời cao nhất nha. Đây là iPad của mình, iOS 16.5.1 nha. Đó, iOS đời cao nhất. Rồi, trước tiên là phải mở nguồn cái tay cầm lên nè, đè giữ nha. Nó sẽ xuất hiện cái đèn như thế này nè. Đèn xanh này là cho Bluetooth cho dòng máy Android nè. Nhấp đúp, nhấn đúp hai cái. Đó, nó sẽ chuyển đổi chế độ. Đây là chế độ cho iOS nha. Nhấn đúp hai cái là nó chuyển qua chế độ cho chip MediaTek cũng cho dòng máy Android nha. Mình xài iOS thì mình để chế độ màu xanh lá cây nha. Rồi, giờ kết nối Bluetooth nè, vào cài đặt Bluetooth. Máy mình đã kết nối rồi nè. Bluetooth của nó là SC02 nha. Tiếp theo là tải cái phần mềm của nó về nha. Phần mềm của nó là MUI nè, Gaming nè. Đó, mình vào App Store mình tải về thôi nha. Rồi vào. Rồi đợi xíu nha, đợi xíu cho nó kết nối đối với tay cầm nha. Rồi, nó xuất hiện cái thông số như thế này là được nè. SC022 nè, có nghĩa là đã kết nối rồi. Rồi bây giờ mình sẽ test một số game nha. Rồi đầu tiên mình sẽ test cái dòng game hot nhất hiện nay nha, Liên Quân nè. Liên Quân và Tốc Chiến nó tương tự nhau nha mọi người. Nó cài đặt tương tự nhau luôn. Tốc Chiến thì nó 4 skill, còn Liên Quân thì nó 3 skill thôi. Đó, Liên Quân thì nó cài đặt nhanh hơn xíu. Rồi, mình chọn vào My Config nè. Rồi, tạo cho mình một cái cài đặt nha. Ví dụ như Liên Quân đi. Phòng Liên Quân. Rồi, nhấn Edit. Rồi, chọn Background nè. Mình vào game á, mình chụp một tấm hình như thế này nè. Đó, để mình vô game trước. Vào game cái đã nha. Rồi, vào game đúng không? Bây giờ mình chụp một tấm hình nha. Mình chụp một tấm hình lại. Rồi, xong rồi vào lại cái phần mềm. Đây, rồi chọn Background nè, Add nè. Rồi chọn tấm hình đó nha. Đây, rồi xong bây giờ mình cài đặt nè. Đây, cái này mình cài rồi, bây giờ mình xóa đi. Rồi, muốn cài đặt á, mình đè giữ vô cảm ứng nè. Lắc cái joystick một cái, nó sẽ xuất hiện cái nút di chuyển nè. Đè giữ cảm ứng. Rồi bây giờ cái này là sẽ cài đặt Macro nha. Bây giờ mình muốn Macro nút nào cũng được. Đó, nút đằng sau, nút đằng trước cũng được. Mình nhấn một cái, rồi chọn vào Edit Key, bấm vào. Đây, Macro nè, nhấn vào Macro nha. Rồi chọn Edit. Rồi bây giờ bấm nè, cộng nè. Mình có 3 skill đúng không? Mình bấm 3 cái. Cái skill nào mình muốn xuất hiện trước thì mình để vô trước nha. L1 nè, L11 nè. Xong đến L22 nè, L3 nè, đó, xong. Đon. Save lại. Rồi bây giờ apply nè, vô game nè. Giờ test thử nha. Nè. Rồi bây giờ mình sẽ test thử nè. Mình không chạm vô màn hình nha. Chưa khóa lại, phải khóa lại nha mọi người. Khóa lại nha. Khóa lại thì mới điều khiển được nha.
rồi tắt cái home ảo đi nha. Muốn chơi cái dòng iOS á, thì mình phải khóa với lại mình tắt cái home ảo đi là được. Rồi bây giờ nè, chơi thử nha. Đó, chỉ cần nhấn một nút thôi là nó sẽ combo một lúc 3 skill luôn. Khá là tiện và nhanh luôn nha. Đó, tóc chiến cũng tương tự nha mọi người. Tóc chiến thì mình lôi thêm một nút nữa ra là nó sẽ combo một lúc 4 skill nha. Đây, tóc chiến cũng tương tự nha. Đây, nó sẽ combo một lúc 4 skill nè. Đó, cứ nhấn một lần, cứ nhấn một nút là nó sẽ combo một lúc 4 skill luôn. Khá là hay nha. Rồi, vừa rồi mình cũng đã giới thiệu và cũng như là hướng dẫn cho anh em sử dụng cái dòng tay cầm mới này, Memo MP02 này. Đó, nó sẽ hỗ trợ tốt cho các dòng điện thoại luôn. Tốt nhất là dòng Android và kế tiếp là cho mấy những dòng máy iOS đời cao nhất nha. iOS thì nó sẽ hỗ trợ khoảng tầm 70-80%, còn Android là 100% nha. Cài đặt rất là đơn giản luôn. Và nó chỉ có hơn 200k thôi nhưng mà nó có đầy đủ chức năng để chơi những dòng game hot hiện tại ngay bây giờ nha. Rồi, thì anh em có muốn trải nghiệm trực tiếp về cái dòng tay cầm này thì anh em có thể ghé cửa hàng ở bên mình. Bên mình sẽ luôn có sẵn hàng để cho anh em test thử nha. Rồi, anh em cần hỗ trợ hay thắc mắc về vấn đề gì về cái dòng tay cầm này thì anh em cứ mạnh dạn comment ở phía dưới hoặc liên hệ qua số hotline để bên mình tư vấn cụ thể nhất về dòng tay cầm này nha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.